Em xin chào các bác nhé, đã trở lại kênh của Đặng Tùng Channel. Thì hôm nay em xin chia sẻ một cái vườn đào uốn dáng thế ngũ phúc đã bắt đầu vào tay tán hoàn thiện rồi và cũng đã bắt đầu xén. Đây, như các bác biết này, đây là những cái nọc mà bà con nông dân đã xén đây. Đấy, em sẽ quay trực tiếp cho các bác xem là bà con nông dân tạo tay tán như nào nhé. Thì đây này, các bác xem này, khi các bác để ý là các cái tay này thì bà con tạo những cái tay tán đã là ngũ phúc thì phải là có 5 tay. Đấy. 4 tay xung quanh phải cân đều, chọn được những tay đẹp, cân đều thì mình mới để. Còn đây là cái ngọn của nó đây các bác này. Bà con đã bắt đầu bước vào vụ xén cho nứa nọc đầu tiên đây. Thì em cũng xin chia sẻ các bác là những cái cây đào ngũ phúc này thì năm trước là bà con cũng đã cắt cành bán. Năm nay là nó nên một lớp nọc mới nên bà con uốn lại chuyển thành đào ngũ phúc. Thì đây thì cũng là một cây đào ngũ phúc nhưng chưa xén. Đấy, các bạn xem này, cũng các tay tán là rất cân xứng. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, và một cái ngọn ở trên. Đấy. Thì khi uốn này thì bà con cũng đã có các cái dây sắt bọc vỏ nhựa và quấn dây rơm xung quanh. Đây là ngọn của nó đây. Bà con cũng cho biết là năm ngoái thì vào dịp Tết thì rất nhiều khách ở mọi miền Tổ quốc là có chia sẻ là rất là thích cái cây đào ngũ phúc, thì cho nên năm nay bà con gần như những cái đào mới ghép và đào cắt cành còn gốc thì 70% là uốn thành đào ngũ phúc. Đây mình xin chia sẻ luôn đây. Đây như là trong một cái luống này đây, như cây này là cũng là ngũ phúc này. Thì sang cây này thì do là cắt mắt muộn nên chưa uốn được. Thì đây, tiếp theo vẫn là một cây đào ngũ phúc. Thì là do công việc bận cho nên là nhà chú mới xén được có một ít thôi. Còn như chỗ này là vẫn chưa xén kịp. Nọc rất tốt nhưng mà chú bảo mà hôm nay bận không xén được. Gần như toàn bộ là uốn dáng thế ngũ phúc. Thì mình cũng xin chia sẻ cho các bạn là cái cách uốn đào ngũ phúc này nó cũng không khó đâu. Thì trước khi mà các bạn cắt các cái cành đào, ví dụ như cây này là mình cắt cái cành bán chơi vào Tết rồi thì nó sẽ ức chế, nó sẽ bật rất là nhiều mầm. Thì các bạn nên lưu ý là chọn làm sao cho 4 cái tay bên dưới này nó thật đều, cân xứng, làm sao mình chia đều ra 4 phía. Đấy. Và lấy một tay chính ở giữa lên thì nó sẽ cây đào của mình nó cân, nó đẹp thì mình uốn éo nó ra. Thì khách chơi Tết dù có là người kỹ tính đi chăng nữa
thì vẫn thích. Đấy, như cái clip trước mình cũng đã chia sẻ cái cách là uốn tạo dáng đào ngũ phúc rồi đấy. Các bạn cứ lên kênh Đặng Tùng Channel là có video mình làm trực tiếp cho các bạn xem đấy. Thì qua đây mình cũng xin chia sẻ như là cách làm tạo phôi đào ngũ phúc cũng như cách bà con đã xén như nào. Thì mình xin dừng clip ở đây. Có bạn nào mà có thắc mắc cũng như là có gì cứ bình luận ở bên dưới, mình sẽ trực tiếp trả lời. Và bạn nào cũng có kinh nghiệm hay hơn thì cũng cứ chia sẻ cho mọi người cùng học hỏi để làm sao làm cho cây đào nhà mình thật đẹp. Mình xin dừng clip ở đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.